Chào mọi người, trong clip này mình sẽ giới thiệu mã router của Cisco là IR4351K9. Đây là dòng router đa nhiệm tích hợp dùng cho một chi nhánh cỡ vừa và lớn hoặc là một doanh nghiệp lớn. Đây là một router mà có đầy đủ tính năng cho một doanh nghiệp cần, và nó tích hợp vừa làm service gateway, vừa làm hàng hóa để chạy các cái application x86, x64 hoặc là chạy các cái dịch vụ của một doanh nghiệp mà cần thiết. Thì đây là một router thực sự rất là đa nhiệm, rất nhiều tính năng. Thì chúng ta vừa cùng mở box ra xem trong router đi kèm và tính năng có những gì. Hàng high end thế nên là đóng box rất là đảm bảo, rất là chắc chắn. Đây, trong box các bạn sẽ thấy có một bao gồm sẽ một dây console, một dây mạng két 6, két 5, rồi dây 45 và một bộ red mount kit của dây nguồn. Đây là thiết bị IR4351K9 mình vừa unbox nó ra. Các bạn thấy nó có thiết kế vật lý là 2 u red mount to đúng như server, cỡ như là Dell RX740 hoặc là HP DL380. Thì đây là cái dòng mà router service gateway đa dụng của Cisco cho môi trường doanh nghiệp vừa và lớn, cũng như là một cho môi trường telco cỡ customer high end, CPE high end của telco. Thì nó là một thiết bị mà cung cấp cho các bạn đầy đủ các kết nối WAN, từ các đường kết nối WAN serial đời cũ cho đến các cái đường E1T1 hoặc là đường MegaWAN bây giờ. MegaWAN như là MPOS layer 2 VPN, MPOS layer 3 VPN, hoặc là các cái loại kết nối như là 3G, 4G, 5G, hoặc là các cái kết nối IPsec VPN, SSL VPN, hoặc là các cái loại kết nối khác GIE tunnel đều được hết. Thì ngoài cái việc là tích hợp các đường WAN thì nó còn đóng vai trò là một UC, một tổng đài, nó cung cấp cho đến lên đến 1028 voi trăng kết nối cho UC, cũng như là nó là firewall. Nếu chúng ta mua cái license security thì nó là để làm một firewall cho một doanh nghiệp, và nó có thể cung cấp cái phần kết nối switching, tức là layer 2. Nó có thể mua các module mở rộng mà 24 cổng 1G layer 2 Ethernet, hoặc là chúng ta có thể biến nó thành một server để chạy các cái license, các cái AIP, cũng như là các cái software, các cái X64 bit và các cái dịch vụ ảo hóa trên cùng một cái box này. Thì Cisco định nghĩa thiết bị này như là một branch, hoặc là một khu vực từ on box, tức là tất cả trong một box này có đầy đủ tính năng luôn, từ server ảo hóa, security, internet gateway, WAN aggregation cho đến server computing luôn. Thực sự là đa dụng. Thì chúng ta đi xem mặt trước của router trước. Đây là mặt trước của router. Mặt trước của router thì chúng ta sẽ thấy có một cái nguồn đi kèm theo một nguồn. Đấy. Mã của nguồn đấy là PWR4450AC-P3. Đấy. Thì đây là cái mã nguồn, và cần thì các bạn có thể thay thế cái mã nguồn này. Thì mình vừa mới đọc cái mã nguồn đấy. Nguồn AC. Đấy. Và ở phía này, ở đây thì là cái lưới tản nhiệt, và bên trong đây là quạt thì nó thổi, nó hút gió từ từ ngoài thổi vào trong. Bên phía bên này thì chúng ta sẽ thấy là có các cái đèn trạng thái, bao gồm đèn trạng thái cho nguồn, đèn trạng thái cho nguồn PoE, đèn trạng thái cho SSD, đèn trạng thái cho cổng PoE và Giga Ethernet, đèn trạng thái flash, đèn trạng thái nhiệt độ và đèn trạng thái cho quạt, cũng như là đèn trạng thái cho cái module tích hợp dịch vụ
và đèn trạng thái cho khởi động cho thiết bị. Và đây là một công tắc nguồn ở phía này. Đấy, thì mặt trước chỉ có thế thôi. Thì ta đã tất cả các cái line cạc, module cạc và cổng cắm của router thì sẽ được tích hợp ở mặt sau. Thì chúng ta đi xem thiết kế mặt sau, để review thiết kế mặt sau của router. Mặt sau của router thì chúng ta sẽ thấy là ở phía này có một cổng MGMT. Cổng này là cổng chuyên biệt cho việc quản trị. Tức là khi mà chúng ta có một cái mạng LAN, cái VLAN quản trị cho trong mạng, thì chúng ta sẽ add cái cổng này vào cái VLAN đấy. Thì khi đấy traffic quản trị sẽ đi tách biệt hoàn toàn với các traffic data khác trong mạng. Và khi đấy chúng ta có thể áp đặt các cái policy hoặc là các cái security policy cho cái mạng LAN quản trị đấy. Có hai cổng USB, cổng USB 1 và cổng USB 2. Thì hai cổng USB này mục đích để làm gì? Khi chúng ta cần có các cái file có cấu hình sẵn của router thì chúng ta có thể copy vào USB và cắm USB vào đây để load file cấu hình vào router để chạy. Hoặc là chúng ta có file iOS mới hoặc là firmware mới của router, chúng ta cũng có thể copy vào USB để chúng ta up lại iOS cũng như up lại firmware cho router. Ngược lại thì chúng ta có thể dùng cái cổng USB này để export các cái file cấu hình đang chạy trong router, cũng như là export tất cả các cái monitoring rồi các cái troubleshooting traffic hoặc là mirroring traffic ra USB để làm mục đích là backup cũng như là maintenance troubleshooting. Có hai cổng console, một cổng là chuẩn là mini USB, cái dây chuẩn mini USB, và một cái cổng hai là cổng console bình thường, ở đi 45 bình thường. Thì hai cái cổng console này cũng cho phép chúng ta cắm được cả cái hai loại dây console, là cái dây console chuẩn mini đây là cái dây console chuẩn mini USB đây, mình cắm ở đây, hoặc là cái dây console chuẩn RJ45 đây, mình cắm ở đây. Đấy. Thì phần dây console này thì chúng ta Cisco hỗ trợ cả hai loại, và đây một cổng AUX. Cổng AUX này thì là tác dụng là gì, để remote quản trị từ xa, đây cũng có tác dụng là quản trị. Bay trên chassis thì chúng ta thấy có 3 cổng GE combo share media, tức là 3 cổng Giga Ethernet này, hoặc là RJ45 hoặc là quang. Thì trong đấy là có hai cổng, cổng số 1 ở cổng 0 và cổng 1 là cổng có cung cấp PoE với mức PoE là maximum là 30W. Thì cái này nó cũng rất là tiện cho chúng ta kết nối với các thiết bị mà modem hoặc là wifi gì đấy, hoặc là các cái thiết bị về camera cần mức PoE ở trong cái doanh nghiệp thì chúng ta có thể kết nối vào đây là cung cấp nguồn PoE cho thiết bị hoạt động. Và cổng thứ ba là không có PoE, nhưng chúng ta chú ý là khi chúng ta sử dụng module quang cho các cổng module quang cho các cổng này thì lập tức là cổng RJ45 chúng ta không sử dụng được. Tức là một tại một thời điểm, hoặc là chúng ta sử dụng cổng quang hoặc là chúng ta sử dụng cổng RJ45 cùng đồng. Đấy là cái cách thức sử dụng cổng này, chúng ta lưu ý. Đấy. Hoặc là chúng ta sử dụng cổng đồng này hoặc là chúng ta sử dụng cổng quang này, thì tại một thời điểm chúng ta chỉ sử dụng được một loại cổng mà thôi. Đấy, thì bay trên thiết bị sẽ có 3 cổng, một gig share media là combo, vừa là một gig NFP, vừa là một gig RJ45. Trên chassis của thiết bị chúng ta sẽ thấy có 3 slot để cắm NIN card. Các cái NIN card này cũng các bạn có thể mở rộng là như các NIN card như là một cổng WAN
bao gồm là một cổng RJ45 và một cổng GE One, hai cổng GE và hai cổng RJ SDP One, hoặc là các cái cạc mà cung cấp cái đường kết nối WAN 3G, 4G LTE, cũng như là các cái cạc WAN có cái giao diện là serial hoặc là giao diện là E1T1, E1T1 hoặc là G703 Multiplex trong Voice WAN Interface cạc, hoặc là cái module mà cạc 4 cổng Ethernet, 4 cổng 1 gig Ethernet thì đều cắm được trên các cái cạc nin này hết. Thì nó có một cái lít cạc nin vừa là layer 2, layer 3 hoặc là 3G, 4G, thì chúng ta tùy theo nhu cầu sử dụng, mục đích sử dụng của doanh nghiệp, chúng ta có thể order các cái cổng, các cái cạc WAN để cắm mở rộng lên đây. Và cái cạc nin này cũng còn cho phép chúng ta mua một cái mở rộng một cái chay để cắm SSD. Thì dung lượng SSD chúng ta có thể nâng cấp là từ 120GB cho đến 480GB trên cái slot này, 800GB trên slot này. Router cung cấp cho chúng ta hai service module cạc. Đây, hai service module cạc. Một cái service module cạc này nó rất là to, nó bằng một cái nửa của một chip 24 port. Và cái service module cạc này chúng ta có thể nâng cấp mở rộng các cái cạc Ethernet 16 cổng, 24 cổng, cũng như là cái blade server, cái cạc blade server, cạc kiểu như là blade server. Cái server đấy là dòng X86 Xeon, và cái blade server UCS e-server với các cái version là M1 và 2, thì chúng ta có thể mua cắm vào đây để chạy luôn các cái phần mềm hoặc là các cái ảo hóa VMware để chạy các cái phần mềm, các cái app, cái ứng dụng ngay trên server, các cái phần mềm của doanh nghiệp ngay trên server cắm trên router này. Đấy, rất là đa dụng. Và chúng ta có thể mở rộng các cái cạc mà có 16 cổng 1GB hoặc 24 cổng 1GB Ethernet, layer 2 Ethernet switching để làm co switch luôn trên router. Đấy, rất là đa dụng, rất là nhiều tính năng. Thì đây là các cái kiểu mở rộng của router, các cái cạc mở rộng của router. Ngoài ra thì chúng ta có thể biến router này thành một UC. Thì khi mà chúng ta mua thêm cái phần mềm license UC hoặc là mua thêm cái cạc PD PVD thì chúng ta có thể nâng cấp router thành một UC với 32 kênh 32 kênh void, hoặc là maximum là chúng ta có thể nâng cấp được thành 1024 kênh void. Rất là mạnh mẽ. Thì cái default trong router thì có RAM là 4GB, flash là 4GB. Các bạn có thể nâng cấp lên RAM 16GB hoặc là flash 16GB, thì tùy theo cái yêu cầu sử dụng của router của doanh nghiệp mà các bạn có thể nâng cấp RAM flash lên. Thì khi mà chúng ta activate càng nhiều dịch vụ như là void, như là chạy license security, thì chúng ta nên nâng cấp RAM lên, nên nâng cấp flash lên, để khi đấy nó router nó có nhiều memory để xử lý nó tốt hơn, cũng như là chúng ta cắm nhiều cạc, cắm nhiều đường WAN và cái bảng routing table nó nhiều lên, tức là nhiều đường WAN của nhiều nhà mạng, thì cái hoặc là nhiều đường lead line của nhiều nhà mạng vào đây, thì cái bảng routing table nó nhiều lên, thì chúng ta cũng nên nâng cấp RAM lên để router có khả năng xử lý cái bảng routing table tốt hơn và bảng routing table size nó mạnh, nó nhiều hơn. Cái throughput, cái performance bay của router là 200 megabit per second. Thì khi mà chúng ta nâng cấp lên cái license là performance lên, mua thêm, add thêm cái license performance lên
thì khi đấy throughput nó sẽ được nâng lên là 400 megabit per second. Và nếu như chúng ta nâng cấp mà license boot lên thì router nó sẽ chạy là 2 gigabit performance, rất là mạnh. Ngoài việc là nâng cấp thành UC thì server chúng ta có thể mua thêm license security. Thì khi chúng ta mua thêm license security activate lên thì router sẽ thành một firewall luôn, tức là vừa routing vừa security tích hợp luôn, và vừa switching nữa. Đấy, switching là cái này, và vừa làm server luôn, computing luôn. Đấy, thì đây là một router cực kỳ đa nhiệm, cực kỳ nhiều tính năng, và nó là một routing hub hoặc là một service gateway hub cho một doanh nghiệp lớn vừa, cũng như là một chi nhánh của một tập đoàn, một tổng công ty lớn vừa. Và nếu như khách hàng là service provider, tức là một khách hàng là telco, thì có thể sử dụng router này trong việc là cung cấp cái dịch vụ kết nối WAN, Mega WAN layer 2, MPLS layer 2, MPLS layer 3 cho khách hàng, và đưa các dịch vụ cloud cũng như API application service hoặc là intent based, content based, networking đến gần hơn với xa khách hàng. Tức là chúng ta có thể đặt nó là một CPE X routing hub ở khách hàng để cung cấp rất nhiều dịch vụ, đa dịch vụ ở trên này. Thì đây là một cái, đây là một service gateway tích hợp rất đa nhiệm của Cisco, được thiết kế chuyên biệt cho một doanh nghiệp. Và Cisco định nghĩa dòng thiết bị này như là một là gọi là brand inbox hoặc là enterprise inbox, có nghĩa là một box này chúng ta có thể triển khai one internet gateway, one gateway SD-WAN, hoặc là các cái dịch vụ UC, VoIP gateway, VoIP BIBX, hoặc là server computing cloud trên này, hoặc là switching luôn. Rất là đa nhiệm đối với thiết bị này. Thì trong kho của CND Shop luôn có sẵn các cái mã router ASR, đặc biệt là dòng ASR4351, dòng high-end thì cũng có sẵn luôn. Thì nếu như các bạn có nhu cầu gì về router này, cũng như là các cái option module cả, cũng như là các cái module quang dùng để cho router này, thì hãy liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất. Nếu thấy clip này có ích với bạn thì hãy subscribe của kênh Like Share để nhận thêm các thông tin khác. Cảm ơn và hẹn gặp lại.